Chị Nhưng chị sao em? Ừ, nhà chị có Gigabyte G5 GE không chị nhở? Bên chị không có rồi em ạ, hay em đổi sang mẫu khác được không? Không, 2022 mà chị không nhập dở quá. Em không mua mẫu khác đâu. Ừ, em ơi. Không mua đâu. Chị ơi, chị có Gigabyte G5 GE không? Cho em đôi chiếc. Ui em ơi, cái bên chị không có hàng rồi em ạ. Hay em chuyển sang mẫu khác cho chị được không? Chị có nhiều mẫu Gigabyte lắm ý. Thế thôi, em thích mỗi mẫu ấy thôi. Em ơi. Quái lạ, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng hỏi nắp cốp Gigabyte G5 GE nhỉ? À, hay là gọi điện cho hãng xem nào. Alo, Giai à? Cái nắp cốp Gigabyte G5 GE có gì mà hôm nay mấy khách hỏi bên chị ấy nhỉ? À, con Gigabyte nhá. Ui dồi ôi, con này cấu hình ngon lắm. i5-3050, màn 144Hz, chuyên FPS. Ngon nghẻ à? Lấy con đấy về à, bán nào, bét nghẻ luôn. Giá của nó thì hợp lý chứ, nó có hơn 2-3 củ thôi. Ờ thôi rồi, nhà cho chị chục con nhá. Ừ thế thì nhá, để anh ship cho em khoảng chục con. Anh sai khoảng 2-3 thằng đến ship. Chuyển ngay em nhá, gấp. 5 minutes later. Xong. Ui, anh nhà chị ạ. Ờ em à, em đến rồi à? Chị mới nhập Gigabyte về rồi à? Ừ đúng rồi. Em không mua của chị đâu rồi. Sao không mua? Chị mới nhập chục con này về bán cho hai em mỗi lúc một con xong. Ui chị ơi, em bên hãng chị ạ. Hãng hả? Ôi trời ơi. Anh em, vào. Người ta gọi đây là chiến thuật.